Cập nhật tình hình COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đến sáng 31 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm 2.826 bệnh nhân xuất viện. Tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 31.146 bệnh nhân. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 36.233 bệnh nhân mắc COVID-19, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm real-time PCR, xét nghiệm nhanh dương tính trong đó có 878 bệnh nhân nặng đang thở máy và 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. Về số ca tử vong liên quan COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã có 1.164 trường hợp tử vong. Về công tác điều tra truy vết khoanh vùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, thành phố đã phát hiện thêm 3 chuỗi lây nhiễm mới ở khu vực dân cư tại quận 4, quận 5, quận 10. Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn 27 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đã được khoanh vùng giám sát chặt. Về kết quả xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra, truy vết, mở rộng xét nghiệm, HCDC cho biết từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 959.667 mẫu, trong đó có 512.855 mẫu đơn, 446.812 mẫu gộp, với 4.002.164 người được lấy mẫu, tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao về tình hình tiêm chủng COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều 30 tháng 7 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, sắp tới tất cả người dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vắc xin COVID-19. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, trong tháng 8 sẽ cố gắng cơ bản tiêm bao phủ được 2/3 người trên 18 tuổi, dự tính khoảng 5 triệu liều. Về nguồn vắc xin tiêm, ông Đức cho biết sẽ đến từ hai nguồn, Nguồn nguồn thứ nhất do Bộ Y tế tiếp tục phân bổ với cam kết tiêm tới đâu, hỗ trợ tiêm tới đó, bảo đảm liên tục. Nguồn thứ hai là nguồn tài trợ. Vào 10 giờ sáng 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận thêm 1 triệu liều vắc xin COVID-19 từ nhà tài trợ. Nhiệm vụ của thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức sao cho việc tiêm chủng trôi chảy và tốc độ cao nhất có thể mà vẫn đảm bảo an toàn không vi phạm các quy định khi thực hiện chỉ thị 16 trên 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tổng số người hiện đang thực hiện cách ly là 44.636, trong đó có 6.301 người đang cách ly tập trung, 37.872 trường hợp đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.